Trong không khí hân hoan trước thềm xuân mới Giáp Thìn 2024, sáng nay 30 tháng 1, Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao khai mạc Hội báo xuân Giáp Thìn 2024. Hội báo xuân năm 2024 là bức tranh sinh động, thể hiện toàn cảnh sự phát triển của báo chí trong sự nghiệp đổi mới. Với chủ đề Báo chí Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước, Hội báo xuân 2024 được tổ chức tại hai địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Vũng Tàu và Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thị xã Phú Mỹ. Hội báo xuân năm nay có 7 gian trưng bày giới thiệu toàn cảnh các ấn phẩm báo xuân được phát hành trong cả nước và các ấn phẩm báo xuân thuộc các loại hình báo chí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các tờ báo xuân có nội dung phong phú, hình thức đẹp mắt, thể hiện tâm huyết, đầu tư công phu của các cơ quan báo chí nhằm mang lại món ăn tinh thần cho bạn đọc ngày Tết.